Dạ, Y Nguyên xin chào cả nhà. Cả nhà thì mình cũng có chia sẻ với cả nhà về cái đoạn video clip của Võ Sư Lộc với anh Funny đó. Đó chính là những gì mà mình nhìn nhận được đó, và những gì về làm YouTube đó mình muốn chia sẻ để cho những cái người mà sau này muốn làm YouTube đó là phải biết hùng hạp như thế nào và cách thức như thế nào và về làm kênh ra sao, đúng không cả nhà? Đó thì mình cũng chia sẻ về anh Võ Sư Lộc và anh Funny. Thì mình cũng có bị nhiều người đó gọi là, nói chung là để công kích rồi hăm dọa này kia cả nhà. Nhưng mà thật sự thì đối với mình, chứ làm về những cái đời drama đó, những cái chuyện mà công kích hăm dọa mình này kia thì nói chung là những cái chuyện là cỏn con đó, đúng không cả nhà? Tại vì mình nói cái gì đúng hay không thôi đó, sợ cái lẽ phải thôi cả nhà. Cái gì nó cũng còn luật pháp hết, đúng không cả nhà? Đó thì anh Võ Sư Lộc cũng không riêng gì mình, thì Võ Sư Lộc cũng bị fan, cũng bị này kia gọi điện công kích chửi đồ này nọ này kia về cái vấn đề của anh Funny và chị Sumo, đúng không? Nhưng mà chị Sumo cả nhà thì đâu có liên quan gì trong cái vấn đề này giữa của Funny với Võ Sư Lộc. Funny với Võ Sư Lộc là đang cái vấn đề tranh chấp về tiền bạc làm kênh với nhau. Còn chị Nga Sumo là cái chị là người ngoài cuộc chứ không có gì hết trơn, giống như là chị là người nước ngoài mà cả nhà. Thì chị Nga Sumo đâu có ở đây thường để quay clip thường rồi chung tem đồ này kia được nhiều đâu cả nhà. Đó cho nên thì nói sao chị Nga vậy rồi chửi anh Võ Sư Lộc vậy thì cũng tội nghiệp anh Võ Sư Lộc. Bây giờ người ta đang trong cái tình trạng mà coi như là bị lừa gạt, bị lừa đảo ha, người ta bỏ công sức bỏ mạng ra để người ta ăn đó, để người ta giúp đỡ cho anh Funny, mà anh Funny bây giờ là không có trả tiền trả bạc gì cho người ta. Người ta nhắn á, anh Võ Sư Lộc nhắn cho Funny thì Funny không có chịu ra mặt, không có chịu mà trả lời gì hết đó, và không muốn gặp mặt. Thì anh Võ Sư Lộc cũng có nhắn cho Funny là như vậy. Võ Sư Lộc nhắn á, anh muốn gặp em và có mấy anh em cũng như em cũng có thể đi cùng với luật sư hoặc là bạn bè của em để giải quyết rõ ràng rành mạch vụ chia 8-2, vì cái tình cái nghĩa cuối cùng còn sót lại à, và anh em có lối thoát cho vụ việc hôm nay. À, một cái câu nói rất là có tình có nghĩa, một cái câu nói rất là có tình có nghĩa của anh Võ Sư Lộc hay cả nhà, là muốn là cho gặp với nhau để bàn cho nó có một cái lối thoát trong cái sự vụ hôm nay. Thì Funny trả lời lại với Võ Sư Lộc là lúc này em buồn, em thất vọng quá nên em không muốn gặp ai, anh thông cảm. Là không muốn gặp ai thông cảm. Thì cái chuyện như thế này thì anh Funny chắc anh cũng muốn là không muốn gặp, không muốn gặp thì chắc cũng không muốn trả tiền, đúng không cả nhà? Thì dù gì bây giờ thì anh Võ Sư Lộc á, thì cái thù lao của ảnh mà chia 8-2 với anh Funny đi là đã quá thiệt thòi rồi, đúng không cả nhà? Anh Funny anh nhận được 8 tỷ mà chia 8-2 thì Võ Sư Lộc được 1 tỷ 6, đúng không? Mà bây giờ Võ Sư Lộc chỉ lấy được có 300 thôi, còn 1 tỷ 3 đâu? Đúng không cả nhà? Còn 1 tỷ 3 đâu? Thì bây giờ là anh Funny không muốn gặp, không muốn trả lời, không muốn gì hết này kia. Đó thì 1 tỷ 3 đó là tiền thù lao của anh Võ Sư Lộc. Thì nói chung là nếu cái kênh của Funny mà không có Võ Sư Lộc đó thì chẳng ai coi. Nói thật ra luôn, nhờ Võ Sư Lộc ăn mạnh, nhờ Võ Sư Lộc cái tính tình hiền từ, nhân từ, cho nên khán giả người ta mới yêu quý anh Võ Sư Lộc như thế. Đó, cái tính tình giống như mình là một người võ sư mà mình hiền từ, mà mình ăn, cố gắng mình ăn để cho khán giả coi. Đó, thì bây giờ á, những cái công sức đó của ảnh hiện tại bây giờ là không đáng luôn, đúng không cả nhà? Đó, nghĩ làm sao mà 5 năm trời đưa cho người ta có 300 triệu à. Đó, không đủ tiền xăng để đi quay nữa. Đó, mà lúc nào gặp Võ Sư Lộc thì Funny cũng nói là anh thích, anh nói anh đi quay vui, mà anh đi quay vui mà. Quay vui sao được mà vui? Vui mà tự nhiên á, vui. Đó, người ta nói người ta quay vui mà chia đổi nói chia 8-2 người ta cũng ừ đó, là người ta đi vui đó, đi 8-2 là vui đó cả nhà. 5 năm trời mà nếu lấy được 1 tỷ 6 á, thì nó cũng quá ít luôn, thật sự luôn. Cái sức lực của Võ Sư Lộc ăn là phải cái sức khỏe của mình quá nhiều trong đó, đi ăn đi vậy á, lỡ mà ăn cái gì nhiều dầu mỡ nè này kia nè, về bệnh tim mạch nè, về này về kia nè, rồi á, ai là cái người bệnh, đúng cả nhà? Mà Võ Sư Lộc ăn suốt, ăn quá trời ăn luôn, ăn quá trời ăn, ăn bỏ mạng luôn. Như thế sao mà vui được?
5 năm trời công sức bỏ ra mà lấy được 1 tỷ 6 đó thì nó không có nhiều, thật sự nó không nhiều cả nhà. Một ngày là một năm bao nhiêu ngày cả nhà, 5 năm trời nó bao nhiêu ngày, 1 tỷ 6 có nhiều không cả nhà? Không nhiều, không nhiều luôn cả nhà, không có nhiều luôn đó. Đó mà công sức rồi bỏ mạng rồi ăn mà cuối cùng lại không đưa nữa. Mà mình cả nhà thì mình cũng bị hăm dọa công kích, thì có nhiều không biết cái chú nào á, cái chú nào cũng người mà kêu bằng Phú Yên hay là người Đà Nẵng người gì đó, điện nó mày biết cái gì, mày biết cái gì về trong cái sự vụ mà thằng Võ Sư Lộc này đó, mày biết nó không? Bộ nó nít hay gì mà nó bị dụ bị gạt, tại nó nói nó làm vui thì thằng này nó không trả tiền là đúng, người ta chia 82 là đúng rồi. Vậy bây giờ lên nói nó cái gì, bộ nó nít hay gì nó bị gạt. Cái xong cái mình nói lại dạ chú ơi, tại cái vấn đề này á thì không phải là vui là cái gì, nhưng mà làm á thì anh em là cùng nhau sống chết với nhau đó, cùng cặp đôi với nhau để đi làm YouTube thì khán giả ai cũng biết thì phải chia đều mới đúng, chứ là chia 82 là đã quá thiệt thòi cho anh Võ Sư Lộc rồi chú ơi. Cái ông chửi mình ngang nữa cả nhà, ông chửi mình ngang, ông nói mày là cái thứ thấy nó làm gì mày đu theo nó cho tiền mày hả gì. Nói là dạ, thật sự thì anh Võ Sư Lộc thật sự giờ anh có tiền đâu anh cho đó, nếu mà con binh anh Funny thì anh Funny chắc cho đó, tại anh Funny bây giờ có 8 tỷ rồi, còn anh Võ Sư Lộc đó có 300 triệu à, mà 300 triệu mà 5 năm trời rồi không biết ta có xài được hay không. Võ Sư Lộc cái điện thoại còn có tiền mua nữa, nó điện thoại hư còn có tiền mua nữa cả nhà, cũng tội nghiệp anh Võ Sư Lộc đúng không cả nhà. Đi theo đi quay gì mình tưởng là anh giàu lắm mà thật ra anh không có gì chứ. À, rồi xong cái mình nói chú ơi, chia 82 là đã thiệt thòi cho anh Võ Sư Lộc rồi. Cái ông chửi mình, cái mình mới nói là ủa mà 82 á chú, mà người ta có nhận được 2% đó hay không? Đó, một thằng thì ôm 8 tỷ, còn một thằng được có 300 triệu mà 5 năm trời 300 triệu đó tiền xăng đi đủ không chú? Hay là phải bỏ tiền nhà ra thêm? Đó, cái lúc đó ông chửi mình cả nhà, ông chửi mình xối xả luôn. Cái ông tắt máy ngang. Đó, cái mình nói với ông, mình nói nếu cái vấn đề này á, chú đem ra luật pháp đi. Chú đưa ra cái công lý, cái căn, cái cây căn của pháp luật đi. Rồi bên nào nặng, bên nào nhẹ chú biết liền. Còn cái vấn đề này á, mà đem ra á, ở ngoài xã hội với những cái người mà người ta có học thức đi, là người ta biết bên nào đúng, bên nào sai liền. Mà còn cái vấn đề này á, chia 82 vậy mà trả không đủ á, đem ra với anh em xã hội, anh em giang hồ đi. Chú nói xong là chú bể cái đầu luôn. Đó, chú nói xong là chú bể cái đầu luôn, chứ đừng có nói mà chửi thời, chửi này, chửi kia. Đó, nhưng mà mình nói nhẹ nhàng cả nhà, nói nhẹ nhàng thôi, chứ mình không có nói này kia. Đó, những cái người đó chắc là fan hâm mộ của anh Funny, đó, hay là fan hâm mộ của ai cả nhà. Đó, điện cho mình nói như thế đó. Thì nhưng mà mình cũng mong, nếu anh Võ Sư Lộc muốn kết thúc cái vấn đề này, thì phải mời luật sư vô cuộc và lấy những cái ghi âm, những cái video clip, những cái gì mà anh Funny ảnh nói chia 82, thì mình lập cái vi bằng, mình lập cái vi bằng để mình trình báo lên với cơ quan chức năng phường xã nơi địa phương mà của anh Funny đó, đúng không cả nhà? Rồi nhờ mà pháp luật vào cuộc thì nó sẽ rõ ràng hơn, à, để cho một cái hướng giải quyết cho nó nhanh gọn lẹ hơn. Chứ anh Funny mà không chịu gặp anh Võ Sư Lộc thì cứ dây dưa vậy hoài thì cũng không được. Và thêm một phần nữa, thì nếu mà anh mà Võ Sư Lộc đó, ảnh lấy lại được 1 tỷ 3 đó, thì ảnh cũng là một cái, 1 tỷ 3 đó cũng là một cái công cụ để cho sau này ảnh làm kênh, ảnh phát triển. Tại vì tiền thì nó không quan trọng cả nhà, nhưng mà không có tiền thì rất là lao đao lặng đặng. Đó, lấy lại được 1 tỷ 3 đó làm cái công cụ để mình có cái phương tiện, có tiền để mình đi tới quán này mình quay, đi tới quán kia quay, giống như anh Hải Sapa TV đi. Thì anh Hải anh đi nước ngoài quay, rồi anh đi Trung Quốc quay, anh đi này đi kia quay, rồi vô quán ăn uống mới giới thiệu cho cả nhà, thì ở đâu thì cũng tiền. Tiền mới có tiền mới đi vô quán ăn uống mới quay được, đúng không cả nhà? Đó, thật sự tội nghiệp những anh em làm về ẩm thực cả nhà, thì nói chung phải bỏ tiền ra rất nhiều. Đó, thì giống như là kênh của Pha Food đi. Thì Pha Food đi nước ngoài, đi đây đi kia, quay này kia. Chứ thật ra người ta cũng tốn tiền nhiều lắm đó cả nhà. Tốn tiền vé máy bay nè, rồi vô quán ăn, rồi ăn một cái là tính bằng tiền đô không. Đó, thấy kênh vậy chứ người ta kiếm cái đồng tiền, bỏ cái công sức ra, rồi bỏ cái tiền bạc ra nó cũng khá là cao cả nhà. À, rồi giống như những cái kênh mà lớn nữa cả nhà. Những cái kênh lớn nữa đi, người ta đi quay cái này cái kia hoặc là người ta làm cái gì đó, tất cả bằng tiền hết cả nhà. Tất cả bằng tiền hết.
Cho nên nếu mà anh Võ Sư Lộc lấy lại được 1 tỷ 3 thì cũng là một cái phương tiện để mình làm cho kênh mình phát triển thêm thôi. Chứ thật sự 1 tỷ 3 thì nó nói chung là nó cũng nhiều đó chứ không ít. Nhưng mà có cái số tiền đó thì kênh anh Võ Sư Lộc mới phát triển lên được, mới vươn tầm được với những anh em giống như là chị Nga nè, Nga Sumo nè, hoặc là thằng Mập Food nè. Nói chung thằng Mập Food, kênh của thằng Mập Food cả nhà là anh Linh á. Đó, thì nói chung làm về mấy cái ẩm thực đồ này kia chứ cũng tốn tiền vậy. Mỗi người em của anh thằng Mập Food ăn á cả nhà thì ảnh đều trả tiền cho tiền thêm này kia, chứ thật sự lòng vòng thì tiền nó cũng phải ra chứ không có tiền vô. Nhưng mà mình làm YouTube là tiền vô thôi chứ không có tiền ra. Và anh Võ Sư Lộc cũng mong là anh Funny nên xóa tất cả những hình ảnh của Võ Sư Lộc trên kênh của Funny. Đó, tại vì còn để hình ảnh của Võ Sư Lộc trên kênh Funny thì khán giả vô xem Võ Sư Lộc thì tiền lại đổ về cho Funny tiếp. Đúng không cả nhà? Rồi lúc đó có chia lại cho Võ Sư Lộc 82 nữa hay không? Đúng không? Bởi vì cái này là phải đi ra cơ quan chức năng rồi lập vi bằng. Rồi anh Võ Sư Lộc cũng nên mời một luật sư. Mà hiện tại bây giờ chắc anh Võ Sư Lộc chắc cũng không có tiền ha. Có tiền mời luật sư. Nhưng mà mình cũng thấy có những người luật sư rất là tốt cả nhà. Đôi lúc mà người ta thấy những cái chuyện bất bình như thế thì người ta làm miễn phí cho anh Võ Sư Lộc luôn, cũng không chừng. Đó, tại cái chuyện của anh Võ Sư Lộc với anh Funny thì nói chung là làm cái chuyện này thì nói về tranh chấp về tiền bạc thì luật sư dân sự thì người ta sẽ làm được cả nhà. Nhưng mà dân sự thì nó hơi lâu chút xíu thôi. Còn hình sự là lẹ, đúng không? Nhưng mà cũng có những cái người mà luật sư mà người ta mới ra trường, người ta thực tập đó cả nhà, thì người ta sẽ giúp đỡ cho anh Võ Sư Lộc rồi sao, đúng không? Thì mình cũng mong là thế. Cũng mong là có một luật sư nào biết về luật và hiểu về dân sự tiền bạc, cái vụ mà chia chác tiền YouTube này, thì sẽ hỗ trợ cho anh Võ Sư Lộc để anh lấy lại được những cái gì mà thuộc về ảnh. Đó, lấy lại được tiền thì mới có tiền đó đi làm phương tiện để mình tiếp tục đó, để cho khán giả kênh mình phương tiện để mình đi quán này quán kia, để cho khán giả trên cái kênh mình và những người hâm mộ anh Võ Sư Lộc đã lâu thì có tiền. À, đúng cả nhà, có tiền mới đi quay những clip hay, những người hâm mộ mình đã lâu này kia, không làm những người hâm mộ thất vọng. Còn riêng về anh Funny thì mình thấy anh Funny coi như là đã xong rồi đó. Đã xong rồi. Cái kênh của anh Funny coi như là muốn banh nè. À, và sự nghiệp sẽ sụp đổ từ đây luôn. Đó, cái kênh quá trời lượt đăng ký nhưng mà lượt xem không có nhiều. À, nếu mà anh Funny thật sự thì cái vấn đề của anh Funny là có một cái hướng giải quyết chứ không phải không có cả nhà. Hướng giải quyết là cái gì? Hướng giải quyết là cái gì? Nếu anh Funny phải chăng thật nha, phải cầm tiền trả cho đủ 82. Chứ trả không đủ 82 thì mất cái uy tín. Là mất cái uy tín rồi, ra đường, ra xã hội khó làm ăn lắm. Ra xã hội coi như là nói chuyện là người ta thôi biến đi. Biến đi. Mày không có uy tín. Biến. Có tiền cũng vậy, mày có tiền nhưng mà mày không có uy tín. Biến. Nét quăng bên. Còn mày tiền ít nhưng mà uy tín mày tràn đầy. Đó. Nói là làm. Đó. Sống nét. Sống quân tử. Tiền ít nhưng mà người ta thích làm ăn với những người đó. Đúng không cả nhà? Ta thích làm ăn với những người đó. Thử ra bây giờ á, anh Võ Sư Lộc mở kênh ra, mấy người em đi, và anh Funny mà làm cái kênh cũ lại đi, rồi Võ Sư Lộc làm cái kênh này đi, rồi cho mấy cái người em út đồ này nọ này kia, hay là Võ Sư Lộc với Funny hai người nhắn lên nè, tôi muốn tuyển thành viên vô tem rồi này kia, thử ơi, người ta nhắn, người ta muốn vô làm chung với Võ Sư Lộc hay là làm chung với Funny. Đúng không cả nhà? Cái uy tín nó quan trọng lắm. Thật sự cái uy tín là cả một, nó đại diện cho một cái gọi là dữ dằn luôn á cả nhà. Đó, nhiều những anh lớn ở bên chợ lớn, nhiều những ông lớn người ta làm ăn đó cả nhà, một lời nói của người ta nói ra thôi, hơn 10 tờ giấy ra công chứng. À, cái uy tín người ta nói gì đó, cái uy tín người ta gì đó, một lời nói người ta nói thôi là hơn 10 tờ giấy công chứng. Đó, bởi vì người ta mới làm ăn lớn được, người ta mới có tên tuổi đứng trên thị trường mà gọi là kinh doanh làm ăn lớn đó cả nhà. Đó, lớn nhỏ gì cũng vậy, có uy tín là thành công, còn không có uy tín là sẽ thất bại thôi. Thì mong là anh Funny hãy suy nghĩ lại, và cuộc đời mình sẽ còn dài nữa chứ không có mà ngắn ngủi, và mình còn tương lai của vợ con mình nữa. Đó, thì mong vợ con của anh Funny cũng phiên anh Funny đó, có cái gì đó thì thôi anh nên giải quyết với bạn bè của anh đi,
và tiền bạc đồ sòng phẳng với người ta đi. À, và qua, quan trọng là qua làm gì? Xin lỗi người lớn. Đó là xin lỗi mà cha mẹ của anh Võ Sư Lộc một tiếng. Dù gì người ta người lớn, con người ta bị thế thì người ta cũng sốt ruột. Đó, con người ta bị lừa 5 năm nay rồi. Là chia 82 mà không trả đủ 2% cho người ta nữa. Thì người lớn mà cả nhà, người lớn người ta thấy như vậy thì người ta đau lòng. Con người ta bị chơi một cái vố này người ta đau lòng đúng không cả nhà? Đó, nếu mà người là sống uy tín, biết chuyện, biết điều, quân tử, anh hùng, đầu đội trời, chân đập đất, một lời xin lỗi không có gì hết. Nhưng mà một lời xin lỗi đó là cả một tương lai sau này của mình. Đó, thì Nguyên chia sẻ cả nhà như thế ha. Thì thật sự chứ mình là làm, nói chung những cái đời drama làm cái nhà này là mình lên mình chia sẻ vui thôi. Đó, vậy mà cũng có người điện lại chửi mình nó trời ơi, chửi gì? Đó, chửi những cái lời chửi là bình thường. Cả nhà, bình thường. Còn đối với anh Võ Sư Lộc chắc anh mới bị công kích mới đây hay gì đó. Bị nhiều người nhắn chửi rồi công kích gọi điện chửi anh quá trời, anh chị không nổi gì đó. Nhưng mà không sao đâu anh ơi. Người ta càng làm gì thì anh càng sáng. Anh yên tâm đi, anh Võ Sư Lộc anh cứ yên tâm đi. Người ta càng chửi mình thì mình càng sáng. Tại mình đâu có bậy đâu mà mình sợ. Vàng thiệt thì không sợ lửa thiêu. Đúng không cả nhà? Thì clip cũng dài ha cả nhà, cũng mười mấy phút ha. Thì Y Nguyên cũng cảm ơn cả nhà đã bỏ một cái thời gian ra để xem clip của mình, cũng mười mấy phút. Thì bây giờ cho Y Nguyên bán dầu thơm chia sẻ cả nhà ha, rất là thơm. Nhưng mà Y Nguyên khuyến mãi cho cả nhà luôn là dầu thơm của mình 300 250k một chai. Đó, hai chai 500k mình tặng cả nhà thêm một chai luôn. Đó, ai có thương mình hãy ủng hộ dầu thơm cho mình nha. Thì coi clip quảng cáo dầu thơm của mình thì mình sẽ gửi đến cho cả nhà nè. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Mời cả nhà vô xem clip quảng cáo dầu thơm của mình, hãy ủng hộ dầu thơm cho mình nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Đó, ai thấy hay thì hãy like, chia sẻ. Đó, và có một cái lời nào đó thì bình luận trên kênh mình. Thì kênh mình cũng có nhiều người bình luận tốt và nhiều người bình luận xấu. Nói mày xàm, nói mày này kia tùm lum tùm la hết cả nhà. Đó, nhưng mà mình thấy anh Võ Sư Lộc tội nghiệp thì mình muốn lên một cái tiếng nói để nói cho anh Võ Sư Lộc, do như là nguôi ngoai một cái gì đó và lấy lại được một cái tiền công sức mồ hôi nước mắt của mình bỏ ra, và muốn cho anh Funny ảnh sửa đổi lại. Sau này mình là một người cha tốt, là một người chồng tốt, là một người con hiếu thảo. Cảm ơn cả nhà đã xem clip rất nhiều. Mời cả nhà vô xem clip quảng cáo dầu thơm nha. Dạ, Y Nguyên xin chào cả nhà nha. Cho Y Nguyên xin một phút để Y Nguyên quảng cáo những mặt hàng của Y Nguyên bán. Thì Y Nguyên có bán dầu thơm và Y Nguyên có bán tôm khô cả nhà. Dầu thơm với tôm khô của mình, tôm khô cũng rất là ngon nha cả nhà. Còn dầu thơm của mình bán á là chỉ có 250k một chai thôi. Hai chai thì mình free ship cho cả nhà. Dầu thơm của mình thì cả nhà khỏi chuyển khoản, thì mình giao tới nhà cả nhà trả tiền cho mình. Còn tôm khô thì cả nhà chuyển khoản cho mình giao cho cả nhà. Một ký như vậy đây chỉ có 1,5 triệu. Cả nhà mua về ăn với cơm, với cháo, với mì gói, hoặc là kho với thịt, hoặc là kho quẹt ăn với rau luộc, hoặc là cả nhà bóp gỏi sòi tôm khô ăn cũng rất là ngon cả nhà. Thì cả nhà hãy ủng hộ giùm mình nha. Thì dầu thơm mình ở đây đó chỉ có 250k một chai thôi. Một chai 50ml nha cả nhà, một chai 50ml lận nha, chứ không có nhỏ nha cả nhà. Đó, có mùi nam mùi nữ rất là nhiều mùi. Thì cả nhà mua ủng hộ giùm mình thì mình cảm ơn cả nhà nha, để cho mình có chút động lực, có chút tiền sang cổ đi quay những clip hay cả nhà xem. Thì dầu thơm đây kéo dài mùi rất là lâu nha cả nhà. Thì tôm khô cũng rất là ngon nha, thì mình mới bán cho cả nhà nha cả nhà. Đó, ai có thương mình ủng hộ cho mình, cảm ơn cả nhà rất nhiều.